Rồi em xin cho quý vị anh chị cô bác nha. Rồi hôm nay em tiếp tục lên sóng dây số cho anh chị mình xem nha. Rồi Gia Lai thứ 6 ngày 22 tháng 9 rồi 48 7148 14467 546902 570639 920090 51872 69559 30635 17 rồi thì hôm nay em quay số cho anh chị mình xem đó. Đây cái Ninh Thuận này, Ninh Thuận này 7 0230 22 tháng 9 thứ 6 anh chị đó. 1 7 1 2 1 ở đây 40 tờ này, 40 tờ rồi. Đây là số ngày mai nha anh chị, Quang Ngãi nè, thứ 7 Quang Ngãi. Rồi Gia Lai thì hôm nay nó bao nhiêu vậy thôi, số nó có nhiều thôi nha anh chị, đây mấy chục vé thôi chứ không nhiều. Rồi anh chị nào mua số thì đây có số điện thoại của em đây, Zalo kết bạn nha anh chị, số tài khoản đây. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã xem video của em, chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị nha, những video sau ngày mai nha anh chị.